Kính chào quý khán giả đến kênh của Hồ Trần. Hôm nay mình trở lại thị trấn Đại Ngãi nha. Hôm nay là 26 Tết rồi. Đây những chậu cúc mâm xôi đây rất là đẹp. Nhìn thấy vàng ống ả luôn. Đây nhãn thọ cúc mâm xôi. Rất là tươi, rất là đẹp luôn. Cúc mâm xôi này bán sao chú? Cả 350 chú. 350 hả chú? Dạ. Mình thấy đẹp quá ha. Nhãn thọ này của chú luôn hả? Cái này cũng bán cặp hả chú? Cặp nhiêu chú? Cái này có một cặp 100. Cặp 100. Vậy là thọ cao bên kia là cặp 120. Vậy là chậu 50. Đẹp quá ha. Cái này mà mình lấy ở đâu về bán chú? Cái này mình tự trồng. Tự trồng hả chú? Cúc mâm xôi này cũng chú trồng luôn hả? Trồng luôn. Nó còn đi lấy về bán không có lời đâu. Dạ. Mâm xôi nó ở đâu có bán giá cao lắm. Dạ. Lấy về bán không có lời. Chi phí nặng á. Dạ. Không có lời. Thị trấn Đại Ngãi vào buổi sáng nha, rất đông người, rất nhộn nhịp luôn. Thì khách về vô mùa. Đây giải bông này nhãn thọ nhiều. Ở đây cúc mâm xôi ít hơn dùng cuốn sách. Không nhãn thọ không ạ. Đây là nhãn thọ này hai loại, loại vàng và loại thôi đỏ. Đây là bán bữa chưng Tết. Dài, dưới hai, trên một loài một phần tử, cảm ơn các bạn chưa có chặt.